Thị trường game Tam Quốc đa dạng, đa số võ tướng chỉ có thể học một kỹ năng nhất định. Nhưng trong Tam Quốc 2022, cuối năm sắp đến, năm nay ta chỉ cần giữ vững vùng đất mà ta đánh hạ là ổn rồi. Bao, ngoài thành có thổ phỉ đến tiến công. Thổ phỉ? Hiểu chuyện, cho vào đây, cho vào đây. Các huynh đệ, nước thục trúng kế rồi, diệt cho ta. Nhưng lúc này mở rộng cơ khẩu, đột kích nước thục. Cái gì? Lại là quân nước quỷ, giả trang thổ phỉ, trúng kế rồi. Tường thành bị công phá rồi, chỉ có vậy ư? Quá xem thường ta rồi, những công sự phòng thủ trong thành ngăn cản ngoài thành, quân Ngụy đánh vào, phải xem nước Ngụy quả nhiên là chủ lực, đều phái đi tiến công. Quyết đoán phái Quan Vũ thống lĩnh hổ báo kỵ tinh nhuệ một đợt phản công, nhanh chóng đoạt được nước Ngụy, Lạc Dương, Ích Châu. Không ngờ trước năm mới còn có thu hoạch này.